Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thành Nguyên Thì các bạn gần đây thì có một cái mạng Blockchain gọi vốn cực kỳ hot Mặc dù số vốn gọi chưa nhiều Nhưng mà đây là một dự án cực kỳ đáng chú ý luôn Và trong cộng đồng chúng ta đặc biệt là các cái thông tin về gọi vốn dự án được chia sẻ rất là rộng Đó chính là dự án uh, SOLID Dự Án Solix này thì anh em uh, có thể kiểm tra ở trên cái Crypto Rank Và trên chính trang uh, Twitter của dự án có chia sẻ về phần gọi vốn Dự án nó gọi vốn được tới 12 triệu đô cho vòng Series A Tức là đây chỉ là một trong những mục ổn đầu tiên Sau đó thì người ta còn biết là Có A thì chắc chắn sẽ có B và các cái vòng khác nữa Từ đây chưa kể bản IDO và các cái vòng C hay là Private Đấy Thì dự án này thì đã gọi vốn được uh, tới hai quỹ của hai sàn lớn ở đây Thì ở đây thì anh em thì thấy là có OKS Venture và Miranda uh, OKS Venture là quỹ của OKS Còn Miranda là, là, quỹ của sàn sàn Bybit anh em biết rồi Và đây là những quỹ mà rất là đáng chú uh, ý ở đây không có hiện nên là quỹ tiêm ấy nhưng mà uh, chúng ta đều biết là đây là hai quỹ sàn lớn đúng không ạ sàn top 2 và top 3 thế giới hiện tại đấy, chỉ thiếu bàn chi áp vào thì nó đẹp thôi đúng không ạ đấy thì ngoài ra thì còn các cái quỹ của các dàn khác và con số và vốn này thì là, là con số mà chúng ta rất là đáng lưu tâm uh, với một cái dự án mới mới ra mắt đây là cái thông tin gọi vốn rất là mới thôi dự án này gọi vốn thành công từ ngày 18 tháng 1 2024 và con này thì giới thiệu với anh em một chút và chính dự án cũng chia sẻ với chúng ta đây chính là một cái mạng SVM chain ở trên Sona đầu tiên chúng ta dỡ tưởng tượng như là IVM thay vì E thì lại là S đúng không? Thì cái này là một cái mạng lớp layer 2 của mạng Sola Đấy, nói như vậy này chắc chắn anh em cũng đã hình dung là thế nào rồi Đó, và đây là cái mạng đầu tiên Đó, thì nó cũng giống như những cái mainnet đầu tiên mà chúng ta đã biết ở trên Ethereum Chúng ta có Arbitrum, chúng ta có Optimus và các cái mạng khác và đều những cái nào đồ chen này đều rất là phát triển. Và anh em biết là solana online là một trong những cái chen mà hàng đầu từ điểm hiện tại. Và đây một trong cái chen có rất nhiều các dự án tốt đang hoạt động trên này. Và chắc chắn uh, Solix uh, sẽ là một cái dự án mà chúng ta rất đáng để các bạn săn đi chơi tích. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình iDrop của dự án này bằng cách này các bạn. Uh, trước tiên là các bạn sẽ tải xuống ví backpack thì chúng ta cài đặt. Chúng cài đặt ở trên ví sau đó các bạn ấn vào clear early wallet Các bạn ấn vào tích vào đây và chúng ta nút like để chúng ta tiến hành tạo ví Các bạn nhớ lưu lại 12 hoặc 24 từ bảo mật nhé rồi sau khi các bạn lưu lại rồi thì ở đây nó sẽ cho người ta chọn network thì các bạn chọn cho mình network là Solana các bạn tạo mật khẩu và xác nhận mật khẩu nhé mật khẩu thì các bạn tạo dễ nhớ thôi rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái name cho account của chúng ta Rồi bây giờ thì các bạn đã hoàn thành xong các bước và các bạn ấn vào open batch pack nhé. Đây là cái ví mà chúng ta sẽ quản lý này. Lúc này thì các bạn sẽ vào trong phần cài đặt. Nó ở đây đúng không ạ? Ta có thể mở thu nhỏ. À không, không phải nó ở đây. Ta có thể mở chỗ này đây này. Em sẽ chút mình tắt cái, cái ví đã. Đây bây giờ mình sẽ mở lại ví nhé. Các bạn có thể ghim tiện ích lên. Backpack này ở đây này ấn vào cái hình này ấn vào, vào phần uh, setting này trong đây nó có phần đây các bạn chọn vào phần Solana nhé thay đổi cái RPC thì phải đây chúng ta chọn RPC Collect này custom này paste vào đây này các bạn vào update cho mình nha rồi đây là RPC tùy chỉnh chúng ta sẽ chuyển RPC này để làm Europe lúc này đây thì các bạn uh, sẽ sang phía bên này, các bạn vào get start, này. các bạn sẽ tạo uh, vào link thứ hai, và link tiếp theo, nút arrow, chúng ta ấn vào phần uh, get start, chúng ta sẽ collect, thì ở đây các bạn sẽ collect với backpack, vì backpack này nó tiện hơn cho chúng ta, OK thì cũng được thôi nhưng mà nó không phải là vì solar chuyên và cái ví backpack thì lại cái ví được support bởi Solix anh em lưu ý này, chúng ta sẽ có kết nối này nó thế nhỉ rồi ok cuối cùng thì cũng có được rồi Apple này. còn nó bị nát anh em ạ rồi setup này chúng ta vào Tech Central này đầu tiên là các bạn sẽ vào phần Pow này vào phần Pow chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví nhé ta copy phần địa chỉ ví ở đây các bạn paste vào đây nhé ấn vào confirm arrow này thì các bạn phâu thì mình xin lưu ý với anh em là độ khoảng cỡ 15 phút sau 15 hai phút sau thì người ta mới phâu uh, mới có cái tiền số dư nó mới chuyển đến cho người ta nên khá lâu thời gian khá lâu các bạn có thể kiểm tra cái hết nó ở trong cái phần này này phâu thì biết rồi đúng không nhưng mà cái hết đấy thì nó sẽ ở trên đây này Các bạn vào ID này đấy. Cái này như thế này nên không phải là đâu Nó là đấy. đấy Thì các bạn có thể thấy được là cái số dư Mình cũng phâu rất là lâu rồi mà vừa được chuyển đến thôi Đấy Rồi sau khi chúng ta phâu xong Thì các bạn ấn vào phần uh, Test Central ở trên này Các bạn kết nối ví chúng ta Ví backpack chúng ta nhé Và kết nối vào Và chúng ta làm ở trên này Đấy Thì chúng ta sẽ có các cái nhiệm vụ đầu tiên là Missolic này Đấy, thì chúng ta sẽ follow với kênh X các bạn ở đây thì mình sẽ dẫn link kênh X và kênh kinh uh, kênh kênh X của nó và kênh Twitter để anh em chúng ta join nhé sau khi chúng ta join xong thì chúng ta sẽ sẽ vào đây để chúng ta liên kết Đấy, ngay cả Discord của bạn các bạn join xong thì các bạn sẽ vào các bạn liên kết nhé Đấy, mình các bạn thấy là mình đã follow thành công rồi có cái X ấy cái X thì nó hơi khó một tí cái X mình cũng follow rồi nhưng mà lúc mà liên kết ấy liên kết toàn bỏ lỗi thôi tức là nó 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 không nhận luôn đấy không phải bỏ lỗi mà nó không nhận anh em thấy không ngày mai các bạn sẽ thử lại với cái nhiệm vụ chỗ X này nhá X này nó hơi bị uh, cấn một tí này đó thì tiếp theo là các bạn trở lại với test central ở đây còn các cái nhiệm vụ phía dưới đây thì các bạn sẽ làm luôn ví dụ check in này check in này thì các bạn cần phải có có son các bạn mới làm được đấy thì có thể là trong cái giai, giai đoạn check in lúc đầu ấy thì sẽ bị nổi đấy nếu như các bạn không có xôn nên các bạn thấy là tất cả những cái lạnh đều phải có xôn nhé chúng ta check in trong vòng 7 ngày 14 ngày các thứ đấy các bạn hàng ngày chúng ta vào chúng ta check in để nhận được nhiều hơn cái nhiệm vụ TX này này nhiệm vụ TX thì anh em ngày càng nhiều TX thì các bạn sẽ càng nhận được nhiều thì cái TX này thì thực ra thì các bạn nó chuyển giữa các ví thôi chuyển giữa các ví thôi các bạn có cái ví thứ hai phụ cái thứ các bạn có thể chuyển qua chuyển lại Đấy, cái TX này thì các bạn làm càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều nhé rồi đây có, có cái nhiệm vụ ở phía dưới là ring uh, notary và nhiệm vụ game thì các bạn sẽ làm một lever thì các bạn cũng sẽ cần phải có cái xác nhận lệnh ở đây nữa Đấy, thì các bạn cái này các bạn sẽ mời mời người dùng đây còn cái nhiệm vụ game này nhiệm vụ game ta join và play này chúng ta mở ra nhé đấy, chúng ta sẽ tạo với email và các thông tin đăng ký cần thiết vụ game thì tốt hơn là mình khuyên là chúng ta chọn vào phần register đấy, chúng ta sẽ đăng ký với ví backpack chúng ta luôn là tiện nhất liên kết luôn là tiện nhất chứ đừng có đăng ký với email mình biết đăng ký email thì là tốt đấy nhưng mà đăng ký với Visonala là tiện nhất nhé không có thì nữa cũng phải liên kết với Visonala vào thôi chắc là lỗi do là đang chuyển sang cái mạng đen nét tôi cái đăng ký với email đi đúng là phần hướng dẫn này nó bắt đăng ký với email <laughs> bắt đăng ký với email và sử dụng cái code Hiện tại nhiệm bộ game mình đã thử nhiều nhà nó mình lỗi hệ thống nha Trong đây thì cũng có cái bài hướng dẫn cho anh em Anh em chúng ta có thể đọc và chúng ta có thể tìm hiểu ở đây nhé Nhiệm bộ game thì đang bị lỗi nên anh em thông cảm với mình ở đây có cái phần hướng dẫn cho các bạn Các bạn vào đây chúng ta xem chúng ta làm nhiệm vụ game nhé Được chưa Đấy uh, Ok Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái dự án Solix uh, Dự án Solix uh, Một trong những dự án lớp này hay rất là đáng chú ý ở trên mạng Solar Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giao tiếp theo